Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh học toán online Lê Đô. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học chương trình môn toán lớp 2 sách cánh diều qua sách và bài tập. Rồi bây giờ mời các em mở sách và bài tập môn toán lớp 2 chương trình sách cánh diều. Trang 30-31, bảng trừ có nhớ trong phạm vi 20. Rồi trước hết là các em làm bài tập số 1. Các em thực hiện các phép tính để hoàn thành bảng trừ có nhớ trong phạm vi 20. Đầu tiên là phép tính 11-2. Để thực hiện phép tính 11-2, thì các em phải nhẩm xem là 11 trừ đi mấy bằng 10. Ở đây các em biết là 11 trừ 1 bằng 10. Vì vậy số 2 này các em sẽ tách ra thành 1 cộng với 1. Sau đó các em lấy 11 trừ 1 bằng 10. Tiếp theo là các em lấy 10 trừ đi số 1 còn lại bằng 9. Vậy 11 trừ 2 bằng 9. Rồi các phép tính còn lại, các em bấm tạm dừng video và các em làm trước ra giấy nháp. Sau khi làm xong, các em bấm tiếp tục video và so sánh xem là mình làm có đúng hay không nha. Rồi ở đây các em biết là tất cả những phép tính đầu tiên ở mỗi cột đều bằng nhau. Và cụ thể đây là bằng 9. 11 trừ 2 bằng 9. 12 trừ 3 cũng bằng 9. 13 trừ 4 bằng 9. 14 trừ 5 bằng 9. 15 trừ 6 bằng 9. 16 trừ 7 bằng 9. 17 trừ 8 bằng 9. 18 trừ 9 bằng 9. Tất cả những phép tính đầu tiên ở mỗi cột đều có kết quả bằng nhau và bằng 9. Tương tự như vậy, tất cả các phép tính thứ hai ở mỗi cột đều bằng nhau. Và cụ thể bằng bao nhiêu thì các em lấy 11 trừ 3. 3 các em tách thành 1 cộng 2. Ta lấy 11 trừ 1 bằng 10. Sau đó các em lấy 10 trừ tiếp đi 2 bằng 8. Như vậy 11 trừ 3 bằng 8. Và tất cả các phép tính thứ hai ở mỗi cột đều có kết quả bằng 8. Rồi sang phép tính thứ 3 ở mỗi cột, ta có 11 trừ 4 bằng 7. Như vậy tất cả các phép tính thứ 3 ở mỗi cột đều có kết quả bằng 7. Tiếp theo phép tính thứ 4 ở mỗi cột, 11 trừ 5 bằng 6. Như vậy tất cả các phép tính thứ 4 ở mỗi cột đều bằng 6. Phép tính thứ 5, 11 trừ 6 bằng 5. Như vậy tất cả các phép tính thứ 5 ở mỗi cột đều bằng 5. Phép tính thứ 6, 11 trừ 7 bằng 4. Tất cả các phép tính thứ 6 ở mỗi cột đều bằng 4. Phép tính thứ 7, 11 trừ 8 bằng 3. 12 trừ 9 bằng 3. Phép tính thứ 8, 11 trừ 9 bằng 2. Rồi như vậy là chúng ta vừa hoàn thành bảng trừ có nhớ trong phạm vi 20. Tiếp theo em sang bài tập số 2 tính nhẩm. Phép tính nhẩm thứ nhất là 14 trừ 5. Ở đây các em biết là 14 trừ đi 4 bằng 10. Vì vậy số 5 này các em sẽ tách ra thành 4 cộng với 1. Ta lấy 14 trừ 4 bằng 10. 10 trừ tiếp đi 1 bằng 9. Vậy 14 trừ 5 bằng 9.
Rồi bằng cách làm tương tự, các em bấm tạm dừng video và các em thực hiện việc tính nhẩm các phép tính còn lại nha. Rồi tiếp theo là các em so sánh xem là mình nhẩm có đúng hay không nha. 13 trừ 7 bằng 6. 15 trừ 6 bằng 9. 16 trừ 8 bằng 8. 11 trừ 4 bằng 7. 18 trừ 9 bằng 9. 11 trừ 3 bằng 8. 14 trừ 8 bằng 6. Tiếp theo em sang bài tập số 3, nối mỗi phép tính với kết quả thích hợp. Em quan sát bức tranh, trên mai của các bạn rùa đều có một phép tính. Trên mỗi cây nấm đều có viết một số. Bây giờ các em thực hiện các phép tính ở trên mai của các bạn rùa. Sau đó là các em sẽ nối kết quả của mỗi phép tính đó với số thích hợp trên mỗi cây nấm. Ví dụ, bạn rùa mang phép tính 14 trừ 7. Ở đây các em nhẩm 14 trừ 7 bằng mấy? À, 14 trừ 7 bằng 7. Như vậy các em sẽ nối phép tính trên mai của bạn rùa này với cây nấm có số 7. Bằng cách làm tương tự, các em bấm tạm dừng video và các em làm trước ra giấy nháp. Rồi tiếp theo là bạn rùa mang phép tính 10 trừ 6. Ở đây các em nhẩm 10 trừ 6 bằng 4. Vậy các em nối với số 4. 11 trừ 7. 11 trừ 7 cũng bằng 4. Vậy các em nối với cây nấm có số 4. 11 trừ 6 bằng 5. Vậy các em nối với cây nấm mang số 5. 13 trừ 6 bằng 7. Vậy các em nối với cây nấm có số 7. 12 trừ 6 bằng 6. Vậy các em nối với cây nấm số 6. 11 trừ 5 bằng 6. Vậy các em nối với cây nấm số 6. Như vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong bài tập số 3. Tiếp theo em sang bài tập số 4, xem bảng trừ rồi viết các phép tính còn thiếu vào chỗ chấm. Ở đây chúng ta có các phép tính có kết quả bằng 9 và người ta để còn thiếu 2 ô trống nữa. Như vậy còn thiếu 2 phép tính có kết quả bằng 9 nữa. Các em quan sát bảng trừ và tìm xem đó là 2 phép tính nào. Chúng ta nhận thấy tất cả những phép tính đầu tiên ở mỗi cột tính từ trên xuống đều có kết quả bằng 9. Bây giờ các em lấy bút chì, các em đánh dấu mờ những phép tính đã có rồi để chúng ta tìm ra những phép tính chưa có. Đầu tiên là 11 trừ 2 bằng 9. Các em quan sát ở đây là có phép tính 11 trừ 2 rồi. Các em đánh dấu mờ thôi để chúng ta biết là phép tính này có rồi. 12 trừ 3 bằng 9. 12 trừ 3 có rồi. 13 trừ 4. 13 trừ 4 có rồi. 14 trừ 5. 14 trừ 5 chưa có. Các em viết vào đây. 15 trừ 6. 15 trừ 6 có rồi. Ở đây thầy giáo đánh dấu như thế này cho các em dễ nhìn. Còn các em đánh dấu thì các em đánh dấu mờ thôi. 16 trừ 7 có rồi. 17 trừ 8 có rồi. 18 trừ 9 chưa có. Như vậy các em viết vào. Rồi bằng cách làm tương tự, các em sẽ làm tiếp đối với các ô còn lại. Rồi đây các em bấm tạm dừng video và các em làm tiếp đối với các ô còn lại.
Tiếp theo là chúng ta sang những phép tính có kết quả bằng 8. Thì ở đây còn thiếu 3 phép tính nữa. Đó là những phép tính 14 trừ 6, 16 trừ 8 và 11 trừ 3. Các em xem là mình tìm đã đúng hay chưa nha. Tiếp theo là các phép tính có kết quả bằng 7. Ở đây chúng ta còn thiếu 4 phép tính nữa. Đó là những phép tính 15 trừ 8, 16 trừ 9, 11 trừ 4 và 12 trừ 5. Tiếp theo là các phép tính có kết quả bằng 6. Ở đây còn thiếu 4 phép tính nữa. Đó là những phép tính 12 trừ 6, 14 trừ 8, 15 trừ 9 và 11 trừ 5. Sang những phép tính có kết quả bằng 5. Ở đây còn thiếu 3 phép tính nữa. Đó là những phép tính 13 trừ 8, 12 trừ 7 và 11 trừ 6. Sang phép tính có kết quả bằng 4. Ở đây còn thiếu 2 phép tính nữa. 12 trừ 8 và 13 trừ 9. Rồi tiếp theo là các em sang bài tập số 5. Dàn gấc nhà bác Nga có tất cả là 13 quả, trong đó có 7 quả đã chín. Hỏi dàn gấc nhà bác Nga còn mấy quả chưa chín? Rồi bây giờ các em tìm phép tính, các em viết vào đây, sau đó là các em trả lời. Muốn tìm được phép tính và trả lời được thì các em phải tìm xem là bài toán hỏi chúng ta cái gì. Ở đây bài toán hỏi chúng ta là dàn gấc nhà bác Nga còn mấy quả chưa chín. Các em biết là cả dàn gấc nhà bác Nga là có 13 quả. Thì 13 quả này gồm một số quả đã chín và một số quả chưa chín. Chúng ta biết là có 7 quả đã chín rồi. Có 7 quả đã chín rồi. Như vậy muốn tìm số quả chưa chín thì các em lấy số quả của cả dàn gấc là 13. Các em trừ đi 7 quả đã chín thì sẽ còn lại là số quả chưa chín. Rồi bây giờ là các em thực hiện phép tính 13 trừ 7. 13 trừ 3 bằng 10. Vì vậy số 7 này các em sẽ tách ra thành 3 cộng 4. Các em lấy 13 trừ 3 bằng 10. Sau đó các em lấy 10 trừ tiếp đi 4 bằng 6. Vậy dàn gấc nhà bác Nga còn 6 quả chưa chín. Rồi như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Đừng quên ủng hộ kênh Học Toán Online Lê Đô bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc các em học tốt.